sẽ vui cả ngày. Một vài tiếng khóc mẹ lo hằng đêm, thầm cầu mong cho con sẽ an lành. 9 tháng sinh thành một đời yêu thương, một vòng tay lớn ôm con vào lòng, một bàn chân to cho con tập đi. Dù ngày mai kia con lớn nên người, nhưng với cha mẹ con mãi bé thơ. Là tiệc ngày tháng của bé Kudo, bé Nguyễn Vũ Cao Đạt. Xin phép được bắt đầu. Ra đường bầu trời bừng sáng lên, từng giọt sương long lanh trên cao hòa với tiếng chim ca. Bye.
Mời Hoài An thành cái súng cưới để xin mời quý vị hướng về phía gia đình hạnh phúc của bé Kudo. Mời quý vị dành một tràng vỗ tay thật lớn để chào đón một giây phút tuyệt vời này. Kính thưa quý vị, đứng ở trên sân khấu vừa qua xin được giới thiệu đó là gia đình hạnh phúc của bé Đô. Và chúng ta xin được giới thiệu ba Hoài An, mẹ Hoa, chị gái của bé Đô là bé Hoài Anh, Minh Anh và đặc biệt là bé Nguyễn Phú Kiều Đạt. Gia đình cũng xin được ra mắt tới toàn thể quý vị. Kính thưa quý vị, từ những giây phút mặn nồng, hạnh phúc và dâng trào cảm xúc, và trong một cái buổi tối mưa gió bão bùng, và Hoài An nhìn vợ mình say đắm nói rằng: em ơi, chúng mình sinh con nhé. Thế là bà bằng ánh mắt và nụ cười rất là hạnh phúc chỉ cười gật đầu đồng ý. Vâng ạ thôi. Và sau 9 tháng 10 ngày, bé Đô của chúng ta ra đời trong vòng tay yêu thương của ba mẹ, trong vòng tay yêu thương của ông bà nội, ông ngoại và những người thân yêu của gia đình. Vâng, là một giây phút tuyệt vời thế. Và ngày hôm nay vui nữa là chúng ta lại được chào đón sự hiện diện của quý vị quan khách, các ông, các bà, các bác, những người thân yêu, quý vị đối tác của ba mẹ của Kudo và gia đình chúng tôi không biết nói gì hơn. Bằng tấm lòng mình cảm ơn quý vị rất nhiều và chúc quý vị một buổi tối thật ngọt ngào và đầy thú vị. Và ngay sau đây sẽ là những lời phát biểu vô cùng xúc động của ba Hoài An sẽ gửi tới toàn thể quý vị. Ngày hôm nay thì gia đình nhà con là thật sự là rất hạnh phúc. Vâng ạ, được nhà con được đón ông bà nội từ Nam Định ra, cũng như là có các bác, rồi cậu, rồi đặc biệt là cũng có ông ngoại cũng có sự hiện diện, rồi các cô các bác ở trong gia đình và bên công ty vật liệu xây dựng, rồi các anh bên sự kiện, rồi đặc biệt là đón đại gia đình là anh Cú Anh và đại gia đình của nhà mình. Thực sự là anh cũng không thể kể hết được, nhưng mà các thầy cô giáo đến từ trường Minh Khai nữa, vâng, rất tuyệt vời. Đó là một điểm mà vinh dự rất là lớn lao đối với Hoài An, là kể ra thì cũng còn rất nhiều điều thiếu sót, không thể xứng tên hết được. Tất cả lãng hoa và quý vị cũng đến chúc mừng và không biết nói gì hơn. Và Hoài An xin được trân trọng cảm ơn tất cả quý vị ạ. Và thật sự là giờ phút này thì anh chỉ muốn nói với em là rất là cảm ơn vợ yêu đã rất vất vả sinh cho anh ạ. Bạn ơi con, tuyệt vời, em rất vất vả. Xin được cái việc chạy vào tay để cảm ơn người vợ mình. Kính thưa quý vị, có lẽ là được chứng kiến mà từ khi mà vợ mang bầu cả một cái hành trình có được một con trai quý tử và một con trai tuyệt vời như này thì có lẽ là Hoài An vô cùng cảm ơn vợ và cảm ơn các Hoài ạ. Cảm ơn quý vị rất nhiều ngày đã quý vị đã đến đây để chúc mừng vợ, một tràng vỗ tay ạ. Và bây giờ có lẽ một cái bút tuyệt vời nhất và thật con tin chắc rằng là bây giờ thì em hoàn toàn em có biết là bây giờ sẽ là cái phút nào không? Một giây phút gì sẽ đến với mình không ạ? Người chồng em sẽ gửi tặng cho vợ mình. Và đây có lẽ là cái lời gọi là chi cái lời cầu hôn luôn. Xin mời. Vâng, có lẽ là bao nhiêu vất vả thì quý vị đã có gia đình, quý vị hiểu người phụ nữ rất là vất vả, rất vất vả lắm. Nên là Hoài An có bảo đến với một người bạn gái nào mà đừng có làm vợ của anh, có người yêu thôi chứ làm vợ vất vả lắm. Nhưng mà thật sự là người vợ của Hoài An thật sự là rất là kiên định và kiên trì được với Hoài An ngày hôm nay là một điều thật sự tuyệt vời. Xin quý vị hãy dành một tràng vỗ tay để Hoài An cảm ơn người vợ của mình. Vâng, rất là vất vả. Vâng, và có lẽ đây là một món quà mà chính mà Hoài An, những cái đồng tiền Hoài An thực sự làm ra của mình để dành tặng cho vợ. Xin một tràng vỗ tay. Hoa ơi, đây là một quà nhỏ thôi nhưng mà thể hiện cái tình cảm của mình dành cho
những người vợ và thực sự là của em không biết là thế hơn. Xin quý vị và dành lời chào tạm biệt. Thưa quý vị đang được nhìn thấy một hình ảnh thật đẹp, thật hạnh phúc. Ngày hôm nay sẽ trao những cái món quà, những kỷ vật ý nghĩa nhất cho vợ mình là mẹ của bé Đô, cũng như mẹ của hai cô công chúa xinh đẹp Hoài Anh, Minh Anh. Một giây phút thật tuyệt vời. Và chúng ta tin chắc rằng là trong buổi tối ngày hôm nay thì có lẽ rằng là em Hoài sẽ và khi mà Hoài Anh tặng cho vợ món quà này thì hai vợ chồng sẽ ôm. Một tràng vỗ tay quý vị ơi! Những người vợ mang bầu sinh con ra cả một cái quá trình rất là vất vả. Rất tuyệt vời và xin được chúc mừng cái giây phút tuyệt vời của gia đình Hoài Anh. Cảm ơn ngày hôm nay, xin lại cảm ơn ạ. Và chúc mừng sức khỏe. Xin mời ông ngoại ạ, ông ngoại lên sân khấu ạ. Viết, em mời chị Hiền ạ. Vâng ạ. Hoài em có hai cô công chúa và rất là mong mỏi nếu như gia đình hoàn hảo hơn nữa là nhất định phải có một cậu con trai và mong muốn đấy đã trở thành hiện thực ạ. Cũng phải cảm ơn ông ngoại rất nhiều ạ. Đã sinh ra một người con gái rất là hiền dịu, hiếu thảo, xinh đẹp dành cho Hoài An. Vâng ạ, có lẽ là thật sự là chúng con rất là biết ơn bố mẹ. Bố mẹ ở Nam Định rất vất vả để yêu thương và đã là và chị gái nữa. Bà thì không còn nữa, nhưng mà thật sự là những sự chăm sóc rồi những sự giáo dục yêu thương của ông lúc nào cũng làm cho chúng con luôn luôn phải có cái trách nhiệm đằng sau, luôn luôn sống hạnh phúc để là niềm tự hào cho ông bà hai bên gia đình ạ. Xin quý vị hãy dành một tràng vỗ tay để em được cảm ơn hai bên gia đình ạ. Và ngay bây giờ thì con cũng muốn là thực sự ngày hôm nay bố con ở Nam Định ra thì con cũng muốn là bố có thể nói một đôi lời gì đó, đúng không ạ? Để trước ông ngoại của chị gái, vâng ạ. Lời đầu tiên gia đình gửi tới toàn thể ngày tiệc mừng tháng cho cháu, đại diện cho hai gia đình không biết nói gì hơn. Chúc tất cả các quý vị đại biểu, các quý vị khách quý một lời chào mạnh khỏe, trân trọng nhất. Xin em. Vâng ạ, và có lẽ là ông nội của con ở Nam Định xa và rất nhiều những tình cảm nên cũng chưa nói hết được. Và ngay bây giờ những tình cảm đây thì ông ngoại và ông nội nó là một mối tình thông gia và có lẽ là đến bây giờ phút này là một sự hoàn hảo, đúng không ạ? Rất tuyệt vời, đúng không ạ? Và bây giờ thì ông nội nhà con cũng chia thêm mặt cho gia tộc cũng như là gia đình nhà con có một bó hoa để cảm ơn đến ông ngoại ạ. Thông gia hai nhà như một, không có gì quý hơn bằng bó hoa tươi thắm này. Xin chúc ông. Là rất là tuyệt vời, ông rất là cảm động vì có một cháu trai, cháu nội của ông ngày ông rất hạnh phúc ạ. Và xin được chúc mừng tình thông gia của hai bên gia đình nhà mình ạ. Mong quý vị ơi, chúng ta dành một tràng vỗ tay lớn để chúc mừng. Và sau khi được gặp lại nhiều hoa, ông bà nội cũng xin được cảm ơn ông ngoại, cảm ơn Thiên ạ. Xin mời chị Hiền ạ. Đâu nhà mình ạ? Xin mời mình đứng dậy cô dâu ạ. Vâng. Quý vị chuẩn bị sẵn sàng nhá. Dâu lớn lên quý vị ơi. 2, 3 Cảm ơn quý vị rất nhiều. Và xin được cảm ơn em Hiền rất nhiều em theo dõi chương trình từ đầu đến cuối. Cảm ơn em. Hy vọng rằng một lát nữa em sẽ biểu diễn thật hay và tài hoa nữa. Một công chúa và một cậu con trai rất là tuyệt vời. Xuống dưới từng mặt tiền một để ra mắt. Cũng nhiên với những lời cảm ơn giờ đến 12 giờ đêm mà với rất nhiều chương trình.
người lên sân khấu làm MC nhá. Xin mời các bạn lên. Ta cùng họp hát nơi đây, mọi người bên nhau ta hát mừng sinh nhật. 1, 2, 3 ta cùng thôi tắt nên. Happy birthday to you. This day all together we'll be, and we'll all sing for your birthday. 1, 2, 3 we blow out the candles. Happy birthday to you. Happy birthday to you. And happy birthday to you. Vâng ạ, xin bật mí với cả nhà là Hoài An là một người con ở Nam Định ra Hải Phòng học tại trường Văn Hóa Nghệ Thuật Hải Phòng. Và cũng có một cái nhân duyên là ăn cơm rất là nhiều của nhà quán 303 Yên Tự. Không dần dần là quen gọi là bố đã nghe là quen với chủ quán nữa. Không dần dần lần xong lại là về ở đây là trọ. Lại khen cơm là của Hòa lớn ngon. Chú Chi ơi, cả nhà hãy thành một tràng tay. Chú Chi ơi đứng lên ạ. Chú là em của bố con đấy ạ. Vâng. Chú ở Nam Định. Vâng. Đấy, vâng. Chú cũng như cha. Vâng. Và sau đó là đến các cậu, mời cậu hãy đứng lên. Vâng. Anh trai của Hải An ạ. Anh trai sinh năm 77 ạ. Vâng. Anh là 77 là tuổi tỷ đấy. Tỷ đúng không? Và đây rất giỏi luôn. Anh trai thứ hai ạ. Anh trai thứ hai anh gì? Anh tên gì? Anh sinh năm 80 ạ. Anh tên gì? Tên gì? Anh Linh, anh Linh. Một chào ngón tay để chào đón Mr. Linh. Ok. Và đây em gái của em. Em gái Duyên sinh năm 1985 nhá. Em Duyên đâu? Em Duyên đến đây, em Duyên đến đây. Em Duyên đến hát bài nhá. Vâng ạ. Vâng, và ngày hôm nay thì thật sự là rất là cảm xúc và có chị nghĩa là vợ của anh trai của cha, rồi anh trai cả của cha và anh trai thứ hai của các cháu của cha, và tuyệt vời hơn nữa là cũng có vợ cả hai chị, rồi bên nhà vợ thì có ông ngoại đứng một lần nữa đứng dậy, và ông ngoại sau đó là đến bà thì mất rồi ạ. Vâng. Sau đó thì chị của Hòa, chị Hòa lại đứng dậy. Lần nữa đứng dậy. Nên đây là gia đình của mình mà. Vâng ạ. Chị sau đó là đến chồng của chị là anh Duy ạ. À, anh Vũ ạ. Anh Vũ đứng dậy cho cả nhà. Vâng, anh Vũ ạ. Anh Vũ là vâng, chào cái này ạ. Vâng. Sau đó là đến anh Duy ạ. Anh Duy rồi. Anh Duy ạ, chào cái này anh Duy ạ. Vâng, anh Duy là vâng là anh của Hòa, anh của Hoàng, vâng, ok, vợ con ạ. Sau đó đến cậu Dân.
dân ạ, có dân đâu ạ. Có dân được chào tay, có dân ạ. Vâng, có dân người cạnh luôn ạ. Vâng, chào các em. Em ngày hôm nay em rất là xúc động, có bố mẹ em. Và tặng ngày hôm nay một món quà và em xin cảm thấy đây là một cái món quà rất ý nghĩa. Tại vì con người ta ai cũng có số mệnh, đúng không? Mỗi người có một cung số khác nhau. Nhưng mà em khẳng định một điều là ngày hôm nay anh em mình đã đứng lên sân khấu thì tất cả chúng ta đều là có trời thương cả. Một tràng pháo tay để chào đón anh lớn Cu Anh. Xin chào gia đình. Mình là tên Thẩm và Tuấn Anh, mà hải học của nhà Cu Anh. Chắc là ở đây rất là nhiều lời anh chị em hải học biết, đúng không ạ? Mình là anh của Hoài An. Thế thì hôm nay đến chung vui với gia đình, đại gia đình của Hoài An vui, mạnh khỏe. Và cái điều quan trọng nhất là chúng ta kết nối được với nhau. Còn cái chuyện mà những chuyện ngoài đời thì theo mình nghĩ thì không quan trọng cho lắm, nghĩa là chúng ta cùng kết nối và cùng chia vui những cái niềm vui trong cuộc sống với nhau, đấy mới là ok. Thế thì mình cuối cùng mong cái buổi mừng tháng của cháu này được là hạnh phúc và vui, ok. Vâng ạ, xin đại gia đình hãy dành một tràng pháo tay để thay lời cho Hoài An để trân trọng cảm ơn anh ạ. Vâng, em cảm ơn anh rất nhiều ạ. Hạnh phúc ta, à ơi, con ngủ cho.